Con ở đây chơi nha, mẹ đi làm nhá. Ok. Mẹ đi kiếm mẹ ăn cho con. Vâng. Con đói à? Ừ. Mẹ lấy đồ ăn cho con nhá. Gặp hai mẹ con mẹ đây rồi. Có cái gì cho tao ăn không? Hả? À, tao đói sắp chết rồi. Ôi trời, có đồ uống rượu rồi. Đồ uống rượu rồi.
ra rượu về cướp hết đồ của mình đi rồi, bây giờ không có gì ăn rồi. Con hoa nữa. Hoa nữa.